Nhận định soi kèo trực tiếp bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng. 17 giờ ngày 17 tháng 7, đối đầu với một Đà Nẵng luôn chơi không ấn tượng trên sân khách, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội để chiến thắng, qua đó duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2019. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp ở phần mô tả video. Sau 15 vòng đấu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách của đoàn quân huấn luyện viên Trung Huy Sung với đương kim vô địch Hà Nội FC phía sau chỉ là một điểm mong manh. Trong khi đó, cuộc đua vô địch V-League còn rất dài, vì thế muốn nuôi vượng bá vương ở mùa giải năm nay, đoàn quân huấn luyện viên Trung Huy Sung cần phải sẵn sàng để vượt qua các chướng ngại vật ở phía trước. Cuộc đối đầu với SHV Đà Nẵng chiều nay được xem là một bài test quan trọng với đội bóng phía Nam. Ở mùa giải 2019, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trung Huy Sung, lối chơi của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không hoa mỹ nhưng lại cho thấy sự hiệu quả lớn. Đội bóng phía Nam cũng đang có sự cân bằng về đội hình trong cả phòng ngự và tấn công. Ở hàng phòng ngự, trong tay huấn luyện viên Trung Huy Sung đang sở hữu cặp trung vệ được đánh giá cao là Ewander và Hữu Tuấn. Trong khi đó, ở khu vực giữa sân, Hoàng Thịnh cùng với Văn Vận trở thành bộ đôi tiền vệ toàn năng. Còn trên hàng công, Mansuri và Akimet đang cho thấy sự bắt nhịp khá nhanh với đội bóng mới. Với việc đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, chính vì thế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn được đánh giá là cửa trên trong những trận đấu còn lại ở mùa giải 2019. Chính vì thế các đối thủ của đoàn quân huấn luyện viên Trung Huy Sung sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự để có điểm trước đội bóng phía Nam, và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn trước lối chơi từ thủ của đối thủ. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, rất có thể trong trận đấu chiều nay, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức của SHV Đà Nẵng sẽ xây dựng một hàng phòng ngự chắc chắn trước khi nghĩ đến các phương án tấn công nhằm ghi bàn quyết định. Ở thời điểm hiện tại, trong tay cựu danh thủ Việt Nam đang sở hữu những tiền vệ được đánh giá khá cao khi Vinh Tâm và Anh Tuấn luôn hoạt động như những cỗ máy thật sự với khả năng bao quát khu trung tuyến, tham gia cả phòng ngự lẫn tổ chức tấn công. Việc có bốn cầu thủ gốc ngoại Bernardo, Victor, Garcisu và Đỗ Merlo cũng giúp cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có nhiều hơn những giải pháp tấn công ở biên hay tận dụng những tình huống cố định. Động lực của thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức ở trận đấu chiều nay là họ từng thắng 2-0 trước chính câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu lượt đi tại vòng 12 trên sân Hòa Xuân. Chính vì thế, để hiện thực hóa mục tiêu vô địch vào cuối mùa giải, huấn luyện viên Trung Huy Sung và các thành viên ban huấn luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần có nhiều những giải pháp tấn công khi phải đối diện với một đối thủ đã sẵn sàng cho việc thủ hòa.